mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 16 tháng 8. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến 18 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 27 ca mắc Covid-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 14 ca trong khu cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũ, huyện Long Điền ghi nhận 12 ca, trong đó 4 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, 8 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải. Quỹ đất đỏ ghi nhận 1 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Phước Hải. Như vậy, từ ngày 28 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.550 ca mắc mới. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 93 ca, đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 1914 người, tăng mới vào 122 người, giảm hoàn thành cách ly 86 người. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số ca nhiễm hàng ngày giảm đáng kể xuống mức tương đối thấp trong 5 ngày gần đây. Tuy nhiên, số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn còn khá cao so với những ngày cao điểm. Kết thúc ngày đầu tiên thực hiện đợt giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ lần thứ 3, đại đa số người dân đều chấp hành nghiêm các quy định giãn cách, hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và 3 tại chỗ ở các cơ sở sản xuất. Các chốt bảo vệ dùng xanh, chốt phong tỏa đều thực hiện nghiêm quy định chặt ngoài, chặt trong. Các khu cách ly tập trung đảm bảo các quy định về an toàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Các lực lượng tình nguyện tiếp tục tích cực tham gia công tác phòng chống dịch đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu nỗ lực hết sức mình trong việc cứu chữa các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng. Tất cả 8 trên 8 huyện thị xã thành phố đều hoàn thành tiêm chủng đợt 4 và 5 theo chỉ tiêu được phân bổ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quan ngân và biểu dương tinh thần của các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh đã đồng sức, đồng lòng, quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến hết ngày 25 tháng 8 đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở lại cuộc sống bình thường. Tiếp tục phát huy tinh thần đó, đề nghị các địa phương tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đạt mục tiêu kép, phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất kinh doanh. Từ đây đến ngày 25 tháng 8, các địa phương tập trung vào công tác bảo vệ dùng xanh, cô lập tiến tới xóa hoàn toàn dùng đỏ, hạn chế tối đa trường hợp bắt mới và tử vong do COVID-19 đưa bà Vũng Tàu trở về trạng thái bình thường khi kết thúc đợt giãn cách thứ ba này. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, đề nghị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác dẫn động và hỗ trợ nhân dân trong các khu vực phong tỏa, cách ly vượt qua khó khăn, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết, tích cực tham gia ban chỉ đạo điều hành tổ covid cộng đồng, các tổ đội phản ứng nhanh, tham gia công tác phục vụ hậu cần trong khu cách ly phong tỏa giúp nhân dân mua nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Tập trung hỗ trợ các địa phương có số ca nhiễm, tình hình diễn biến dịch phức tạp. Các ngành các cấp cần tiếp tục tạo mọi điều kiện quan tâm hơn nữa, có những giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm cải tạo cơ sở vật chất phục vụ phương án ba tại chỗ, nguồn cung ứng suất ăn cho công nhân, nguồn cung ứng nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch. Nghiên cứu phương án triển khai tiêm vaccine dịch vụ đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ để các doanh nghiệp có thể tổ chức tiêm cho công nhân lao động góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động đảm bảo sản xuất không để đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa trên thị trường